Đây là lần đầu tiên mọi người rất là ngạc nhiên mình có King of Singer in King of Bling Office. Mình rất hân hạnh được có Tuấn Hưng về phòng học của mình, và đây cũng là lần đầu tiên Tuấn Hưng đeo răng vàng. Nhạc gì tất cả các bạn nhé. Thì có lẽ Tuấn Hưng là người ca sĩ thứ hai, ca sĩ Việt Nam người thứ hai mà mình làm răng vàng. Người đầu tiên là mình làm cho Hồ Ngọc Hà, Hồ Ngọc Hà có răng vàng. Dạ, chị đeo nhưng mà nhỏ nhỏ thôi, tên rất là xinh xắn. Thì Tuấn Hưng là người thứ hai mình làm răng vàng có hộp xoàn, đặc biệt lắm. Thì chỉ như là mình biết cái này nó có Việt Nam mình không có phổ biến đúng không? Mình để chơi này mình làm là cho những ca sĩ Mỹ đen, nhưng cũng có thể hy vọng đây là một cái mang một niềm răng vàng mới cho Việt Nam. thì ngày nay cái mô á, mình làm cái mô rất là dễ, mình làm cái impression rồi sau đó mình sẽ ngồi mình lựa ra thử coi cái loại nào mình thích design ha. Okay. Thì để mình làm cái mô nó take về khoảng 3 phút. Give me the glove so I can make his mô real quick. Okay, to all my fans, right? If you don't know him, it's make it easy, we compare him with Drake in Americans. So that's how big he is in Vietnam, one of the biggest Vietnamese singer. So, and of course, one of my favorite singers, because I listen to all Vietnamese music, man. To introduce, so you let you know, of course, this is for YouTube, for my channels. There are a lot of Vietnamese and, of course, a lot of Thu Ngân fans. But to all my American fans, to all my families, if you don't know who Thu Ngân is, research it real quick. You will be surprised. And today I'm it's a honor, very good to get grilled done for him, just like I do grill to all the rappers, Drake, Migo, the baby, and you know, I'm always excited whenever I do, you know, grill for rappers or big name singers, just like I do for him. So I'm very excited and can't wait until it get done. Main thing, after this guy, we're going to be golf. Hey, right? We have a golf competition today. Xin chào mọi người, đây mình đang trong văn phòng với Tuấn Hưng. Thì giống mình mới giới thiệu thì mọi người á, đây là cái step đầu tiên để mình làm răng vàng. Có nghĩa là mình lấy cái ni răng, cái mô của ni răng. Thì sau đó mình với Tuấn Hưng sẽ chọn ra một cái kiểu design nào đặc biệt. Nhưng mà cái kiểu đó mình không tiết lộ đâu. Mình muốn làm xong để cho mọi người thấy ngạc nhiên nữa ha. Đúng rồi. Ok, giờ mình Tuấn Hưng cắn xuống vậy ha. Khi mình cắn thì mình diễn nguyên khoảng 3 phút thôi. Nó bự lắm. Rồi cắn xuống. Đó, vậy thôi. Diễn nguyên vậy nha. Ok. Alright, this is the process to do the mold. It takes 3 minutes, so he cannot talk right now. Perfect. Hi, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Hưng mới chính thức tới thăm tiệm của anh John. Thực ra là đã quen và biết anh John đi rất là nhiều lần rồi. Qua những cái show ca nhạc được tổ chức tại khu Người Việt. Và anh John đi cũng là một trong những người mà đã bảo trợ, đã tài trợ rất là nhiều những cái show ca nhạc cho nghệ sĩ Việt Nam qua đây, cũng như nghệ sĩ hải ngoại đến trình diễn tại Houston. Tôi đã biết đến anh ấy rất là nhiều, rất lâu rồi, nhưng mà hôm nay thực sự là rất là ngạc nhiên về cái mức độ nổi tiếng của anh Johnny. Khi mà Hưng đi shopping cùng với anh Johnny, gặp tất cả những người Mỹ thì ai cũng oh Johnny, how are you? And mình rất là mình cảm thấy rất là hãnh diện, bởi vì một người Việt Nam đang sống, đang làm việc tại Mỹ mà lại được nhiều người Mỹ biết tới, đó là một điều thực sự là hãnh diện. Mặc dù đó là một cái sự lan tỏa không hề dễ, vì tất cả các bạn cũng biết một điều rằng là tôi là một người Việt Nam, tôi là một ca sĩ Việt Nam, để nổi tiếng được đã là một điều mà tôi biết là phải có rất rất mất nhiều thời gian và sự cố gắng thì mới có thể được nhiều người biết tới. Và anh Johnny lại là một người từ Việt Nam bay qua Mỹ rồi đã tạo ra được một cái sự nghiệp khiến cho tất cả nhiều nhiều người ở khắp nơi trên toàn thế giới, tôi nghĩ là vậy, bởi vì cái mức độ mà mọi người truy cập và theo dõi anh Johnny ở trong YouTube hình như là khá lớn.
Hôm nay tôi đến đây xem một cái tiệm mà của anh thì quả thật là chúc mừng anh. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn rất rất là nhiều những cái sản phẩm mà tôi nghĩ rằng sau ngày hôm nay thì chắc là sắp tới các bạn thấy tôi sẽ trở nên bling bling. Ok. Rồi chúc anh và thank you thật sự mình trước đó là mình là một fan của Tuấn Hưng, mình nghe Tuấn Hưng rất là nhiều thì cũng có một cơ hội, dĩ nhiên là khi Tuấn Hưng qua đây biểu diễn là mình không vắng được rồi. Dạ. Chắc chắn mà mình cũng có cái cơ hội là Tuấn Hưng có chơi golf, mình là rất là mê golf, mấy anh em mới chơi hôm qua cũng rất là vui, thì cũng nhân dịp đây thank you to be a good friends. Bạn với nhau cũng vui và hy vọng là một ngày nào đó tụi mình cũng có thể có những cái làm ăn chung. Dạ, dạ. Thì một tương lai rất là gần anh em có thể mà hợp tác, thì nếu mà có đó là mình mơ ước của mình, thực sự cũng rất là không lớn lắm, nhưng mà mình cũng muốn, tại mình là người Việt Nam thì nếu mà mình có một cái công việc gì đó hoặc là món hàng gì đó, một cái sản phẩm đó mà mình kết hợp làm được để mang vào cho thị trường Việt Nam thì chắc đó cũng là một cái điều rất là tốt. Chắc chắn một điều rằng là sau ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có một cái bắt tay với nhau, bởi vì đã cảm thấy là điều đầu tiên là quý mến này. Cái thứ hai là đã bắt đầu nhìn thấy có thể thị trường ở Việt Nam sẽ là một thị trường đầy tiềm năng, bởi vì sau khi Hưng sẽ có cái sản phẩm mà đầu tiên thì Hưng sẽ bàn với cả anh Johnny là sẽ làm thế nào để tất cả những cái người dân chơi ở Việt Nam, những người có thể thích khoác lên mình một cái sợi dây chuyền thật là đẹp, hay là làm một cái đồng hồ thật là khác người đi, hay thậm chí là sẽ có một cái hàm răng, một cái niềng răng nó rất là nhìn lạ, nó lạ. Tất cả những cái đấy thì chúng tôi sẽ từng bước sẽ mang đến cho cộng đồng Việt Nam. Rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn một ngày rất là gần. King of Bling. Rồi, thank you. Bây giờ mình sẽ giới thiệu Hưng đi uống nhậu trước rồi đó. Mình anh em mình mà dân chơi mà sợ gì đâu ha. Nhưng mà anyway đi thật kỹ là mấy giờ đánh á? 1 giờ. Giờ mấy giờ ta? Chia. Không sao. Bây giờ mình sẽ giới thiệu Hưng về cơ sở sản xuất của mình, bởi vì mình rất hân hạnh là được có một cái cơ sở sản xuất ngay tiệm luôn. Okay. Thì đây cái mặt bàn của mình ở đằng sau này là cơ sở sản xuất, thì mình sẽ đi giới thiệu anh em, thực sự trong cái có nhiều, cũng rất nhiều người thầy xuất bản ở Việt Nam. Okay. À, thì mình ok. Alright, follow us. Nhưng mà có hộp hay không có hộp đây luôn? Ít hộp. Ít rồi hả? Mình tụi mình là dùng hộp là nhiều. Ha, thì mình đang thấy dùng dễ sợ, lớn không à? Cái gì vậy là gần 100 cara hộp. 110 ngàn. Ừ. Ừ. Có nhiều cái nó tới 130 mấy. Dùng những cái nó vừa vừa. Cái trắng này, vàng này, nếu không thì mình muốn thì mình thật sự làm hay hơn, kiếm cái gì ra gì là lạ đó. Mình làm gì ra. Mấy cái sợi này cũng vừa đâu. Con gái luôn. Cái đó thì nó cái style nó nhỏ hơn, giống như cái gọi là tennis. Vàng nhiều hơn chứ đừng có hột nhiều. Trắng nhiều hả? Vàng nhiều hả? Vàng. Mở em coi cái này kia cho. Nam mình thường cái kiểu này là cái của tuổi nó cái đó đó. Dạ. Cái gì này? Cái này cái kiểu này thì nó thành hơi ngắn. Nó dài thì dễ lắm, cái size nào bây giờ mình muốn size nào mình làm thì nó dài nó dễ hơn, nhưng cái này thì nó mình có thể làm cái link, ví dụ một cái link có hộp xoàn, một cái link không, phải không, một cái có hộp xoàn cái không đó, như vậy thì nó cái kiểu đó cũng được. Làm nó dẹt giống như tụi mình đen hay dẹt hơn không, cái đấy nhiều quá, cái dòng dưới còn dưới lớn nữa đó, cái đó muốn dài hơn dễ lắm, để mình đeo thử đi coi muốn dài hơn không. Đây thì giờ nó ngắn một chút thôi nữa. Mượn nè. Cái này cái đầm bia luôn. Cái này cũng tương đối hả? Tương đối. Nó không có nhiều hộp lắm nhưng mà nó cũng là... Đẹp à? Hey, I'm under the
cái như này là vừa. Em cũng có một sợi mà như này mà là trắng, làm trắng. Mà trắng này. Mà mỗi hột là mặt, mỗi cái mắt này là cũng có 6 hột xoài. Ừ, cái này 9 hột mấy? 10 đây kìa. 11 hột. Ok, tí nói mình nói chuyện về cái này nhé, mình deal với cái này nhé. Ok, rồi. Để mình đi win góp xong cái đã ra mình. Mình ra win góp double nothing. Dù có cái Christian Miller chơi thêm này nữa là... Được là... là... So you see how it went because it gets wider. So right now, if you would have they would have been Đây anh Quang. Quang là giám đốc ở đây đó. Đây anh Tấn. Hay lắm. Hai đây là sếp. Sếp của phần dưới này. Đây là nhân viên đi ăn trưa nhưng mà thằng cao. Mình dùng bằng microscope là nhiều. Nhân viên Việt Nam cũng đông lắm. Mấy món nhà. Mình ra nhà rồi thì in house nữa là làm gì về đó. Thì nó nhà nó ngồi đó. Thì về nói của Mỹ thì công nó cao chứ mình tại vì mấy móc in ha cũng làm nó cũng không có cái nhân mà chất lượng nó cao hơn. Thầy đồng anh em được nghe không? Thầy trai chừng đi. Rồi, tất cả các bạn, tụi mình phải đi chơi góp góp thì vậy mình mới giới thiệu hừng sơ về cơ sở sản xuất của mình ở đây thôi. Rồi. Thì hẹn gặp lại. We go golf now. Hey. Tất cả các bạn, hôm qua mình mới đến một trận góp nhưng mà hên cái là mình què, đâm ra anh em ấm ức quá. Ngày nay ra sân quýnh lại trận thứ hai, nhất định tranh tài phải có ăn thua đúng không? Ok. Hân nghĩ sao? Thật ra thì đây là một bộ môn thể thao mà chúng ta sẽ chiến thắng chính mình. Tuy nhiên thì trong một cái game mời giá hố người bạn chơi của mình cùng chung một cái suy nghĩ là hôm nay mình tạm thời dẹp cái thằng này phải chiến thắng mình đi, mình sẽ cùng thi đấu với một ông bạn ok để xem ca sĩ này hay là ông business gọi là Johnny rất là nổi tiếng làm về bring này đúng không ạ, làm về vàng đấy là ai sẽ là người chiến thắng trong cái bộ môn thể thao hôm nay có thể nói là rất là khó này. Ngày hôm nay sẽ là ngày gọi là quyết định ăn thua. Các bạn biết mà thực sự ăn thua là cái vấn đề không phải là về tiền bạc, tụi mình cũng có cá đội, không cá đội nhiều, không phải là về sự hơn thua, nhưng mà nó có nguyên sự một cái sự cạnh cái gì về thì phải có sự cạnh tranh mình mới tiến được. Thì hôm nay anh em cạnh tranh rất là quyết liệt, coi ai sẽ là người chiến thắng. Thì chiến thắng này không phải là để về cái giải giống mình nói, tiền bạc là một cái để mình gây hứng thú trong bộ môn, một bộ môn thể thao rất là vui, khó mà rất là đầy thú vị. Nó giống như cuộc đời chúng ta có nhiều cái rất là nhiều khó khăn. Đây là một bộ môn thể thao mà thể hiện rõ nhất cái về cái tính cách của cuộc sống. Alright, hẹn gặp lại các bạn, mình bắt đầu cuộc chơi. Bye bye. Hey mọi người, đây là Vinh Phi, là người mà lấy tiền của mình nhiều nhất, là thường xuyên nhất. Đây là anh Hà. Bánh gà thì bún lạc hề. This is Phong. Phong là một người đánh rất là xa. Long nhưng mà go sometimes they go wrong. We play like we play on TV, man. Why did you call me then? You I know I'm stupid, man. That's not bad. It's like, what up? You can't be going. You know you be like all this. I know. Did you drink coffee? There you go. Oh, appreciate that. Man, I lost my first vote. That sucked. They scared with a little rust. So lucky you, okay? Ooh. Thank you. Yes, sir.
if you can. Dỡ ngoài bạn ngủ cái gì đi, sợ vô té đúng không? Cái đẹp mà. Oh, go. Third. If we go to this way, they might stuck with the all the trees. It's hard to get in the rain, so it must better to lay up. We lose one stroke, but we got the chance to recover for the third one. See? Game plan, man. You hear me, diamond boy? Your boy here. Y'all need to check their grills because I don't think it lined up right. He can't even line up a putt. That's how we do golf, man. You can't make up the time. I got bogey here, but we beat next hole. Either I hit 5 iron or 6 iron. Third. See, that's a professional, man. I play like I'm on TV. What club do you use? I use it. You're the good, six. Yes, good, yes. No, six. Six. Yes, good, yeah. I use it iron. See, not fine. Hi, xin kính chào tất cả các bạn. Mình và Hưng đã kết thúc một hết một round chơi. Chả ai thắng nữa, cuối cùng chúng ta cũng không thắng được. Nhưng mà cái niềm vui là không thắng biết chi không? Để hẹn gặp Tuấn Hưng lần sau. Đúng không? Ok. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi một cái đoạn video trong một cái ngày. Và chúng tôi, những người anh em, những người bạn dù ở mỗi nơi nhưng lại qua những bộ môn thể thao, như lại qua tất cả những sự kết nối như âm nhạc, như là thể thao để xích lại gần nhau. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và hy vọng là sớm được gặp lại tất cả các bạn. Mặc dù các bạn thấy tụi mình cũng có nhiều shot rất là dở và nhiều shot rất là hay, nhưng mà đó là cuộc sống thăng trầm lên và xuống. Ok, we just about to finish right now. We finish a round, nobody win. We got a good draw and we have fun. We have a lot of good shot, bad shot, but ended up we got the best. Diamond boy.